Dạ vâng, chúng ta chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu đồng, chúng ta đã sở hữu một mẫu xe đời 2011, xe tư nhân chính chủ, không khoa đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ, có cả màn hình Android cam lùi cho quý vị và các bạn. Ghế da và trần nỉ các bạn ạ. Ghế da trần nỉ rất là đẹp luôn. Một mẫu xe tư nhân gia đình mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2011 hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương và thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Vâng, đời 2011 chỉ có hơn 100 triệu các bác này. Đăng ký 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi, đi được cả nhà mà giá tiền chỉ bằng một chiếc xe SH thôi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Daewoo Gentra, đấy, xe tư nhân không khoan đục, không đổi màu này, alo cho em. Hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, nội thất thì rất là tươi luôn. Đấy, lốp dép này các bác này. Lốp dép em nó thì rất là dày dặn các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, một mẫu xe Daewoo Gentra đời 2010, bản sedan 2 đầu, hệ thống đèn phanh. Đấy, nguyên đai nguyên kiện theo xe, biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Đấy, 05019 các bác nhá. Đấy, tư nhân chủ mã đầy đủ, ký nháy lăn tay đủ rồi. Vâng, chỉ có hơn 100 triệu đồng, bao hồ sơ, bao ship cho các bác. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì quý khách hàng nào mà cần tìm cái mẫu xe Daewoo Gentra, vâng, bản sedan, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng đời 2011 này, cứ alo cho em. Đấy, phần keo chỉ của xe các bác đấy, keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn, táp ly cánh cửa led tia là soli, tất cả khung cánh cửa các bác này rất là đẹp luôn, không hề mục mọt các bác nhá, cột kèo đinh tán zin, cột kèo đinh tán của xe các bác này. Đấy, các bác xem nguyên đai nguyên kiện. Đấy, nguyên zin các bác nhá, nguyên zin cho các bác luôn, đầu đít zin, máy số em nó rất là ngon luôn, gầm bệ chắc chắn luôn. Động cơ 1.5, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với 6-7 lít xăng thôi, 6-7 lít xăng trên 100 cây số mà chở được cả gia đình mình các bác nhá. Đấy, nội thất thì phải nói rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này, led như là soli các bác nhá. Tất cả những phần hệ thống keo chỉ của xe, khung cánh cửa các bác này, đó, không hề mục mọt các bác nhá. Táp ly thì vẫn còn lớp lỉ luôn. Đấy, đây, táp lô của xe các bác này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, táp lô rất là đẹp luôn. Ghế da này, bên lái thì hàng ghế bên lái thì đã được bộ áo ghế massage này. Đấy, bằng gỗ các bác nhá. Đấy, chỉ có nhô 100 thôi. Đấy, nhô 100 triệu đồng. Đấy, mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu, máy lổ còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số rất là ngọt cho anh em. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, để cho anh em là 128 triệu đồng. Đấy, đời 2011 các bác nhá. Đấy, xe gia đình sử dụng luôn, đăng kiểm em nó còn đến tháng 3 năm 2024. Đấy, những cái phần lóc của xe các bác này. Đó, lốp dép các bác nhá. Lốp dép thì lốp mới cả dàn luôn, 4 quả lốp mới cả dàn các bác này. Hệ thống cua lốp các bác này, không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, hệ thống đèn pha, đèn gầm, mặt tản ga lăng thì đã được ốp inox mạ chrome rồi. Vậy thì anh chị, quý vị và các bạn nào cần tìm cái mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này, cứ alo cho em. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em quá nhá. Đấy, bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mà mua xe cũng như bán xe cứ alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Xe thì phải nói rất là đẹp luôn mà giá chỉ có hơn 100 thôi. Đó, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhá. Mặt đồng hồ các bác này, đó, không báo một lỗi gì các bác nhá, xi nhan báo rẽ này. Đó, hoạt động rất là trơn tru, màn hình cam nồi này. Đấy, màn hình Android luôn các bác nhá.
Đấy, màn hình Android luôn. Đấy, hệ thống những cái phần nút điều hòa các bác này. Đấy, nút điều hòa của xe các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, màn hình camera lùi đầy đủ luôn. Đấy, quả số này rất là ngọt ngào và êm ái các bác. Các bạn nhé, các bác mua về sử dụng con này thì rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra. Đây, các bác xem quả số này, phanh tay các bác này. Đấy, đặc biệt em nó là trần nỉ nguyên bản các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản, bên trong bên ngoài thì đã được bọc một lớp ni lông đó. Hệ thống chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Có cả gương trang điểm các bác này. Đấy, gương chiếu hậu này. Phần kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Rất là ok cho các bác luôn. Đấy, mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác này. Không báo một lỗi gì luôn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe sản xuất 2011 mà giá chỉ có hơn 100 thôi. Đấy, nhô 100 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe đời thì rất là cao. Mua về che mưa che nắng, tập đi tập lái con này thì rất là ok. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo cái mẫu xe đắp Kugenta đời 2011. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn, không khoan đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ cho anh em nhé. Đấy, con này thì máy gầm thì đại chất luôn, côn số thì rất là ngọt các bác nhé. Dạ vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Daewoo Genta đời 2011, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhé. Máy móc của em nó thì lổ rất là êm các bác này. Máy đang nổ các bác nhé, máy lổ rất là chất luôn. Đấy, máy lổ còi kêu, bốn bánh quay đều, đều hỏa mát. Đấy, phần hệ thống ụ nhập sóc các bác này. Đấy, ốc ác lắp cabo này. Đấy, ốc ác lắp cabo còn zin chưa hạ luôn các bác nhé. Phần keo chỉ của lắp cabo nguyên đai nguyên kiện luôn, zin các bác nhé. Các lỗ thì tròn. Đây, các bác xem, những cái lỗ của nó tròn không hề có một chút móp méo nào luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn cho các bác. Mà giá thì chỉ bằng một chiếc xe máy thôi. Đấy, mưa không đến mặt mà nắng không đến đầu. Ô tô giá tiền xe máy cho các bác đây. Đấy, tất cả phần đinh tán đang giật đằng trước các bác này. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Đó, rằng của nó vẫn còn nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, không hề động đến một chút của bả nào luôn. Máy lổ thì rất là êm, rất là êm cho các bác luôn, khô ráo chặt chẽ các bác nhé, không hề có một chút chỉ dầu nào luôn. Đấy, không hề có một chút chỉ dầu nào luôn. Đấy, đời thì 2011 mà giá chỉ có 128 triệu đồng, chỉ bằng một chiếc xe máy SH thôi, mà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Các bác mua về đấy, tập đi tập lái, che mưa che nắng, chở gia đình, đấy, chở được 5 người cả gia đình mà chỉ tốn đến 7 lít xăng thôi. Đấy, chỉ có 7 lít xăng thôi mà các bác mua đi được 100 cây số 5 người luôn các bác nhá. Xi của nó màu đen. Đấy, màu đen huyền bí này. Màu đen rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy, bản sedan hay đâu. Đấy, rất là rộng rãi, xe thì đẹp mà giá thì rất là rẻ luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác nhé. Bản sedan hai đầu thì cốp của em nó thì khá là rộng rãi luôn các bác này. Đấy, tất cả những phần đinh tán răng giật này. Đấy, máng nước hai bên các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Hệ thống tổng quan của lắp cốp các bác này. Đấy, các lỗ của nó thì tròn không hề móp méo các bác nhé. Lớp lỉ nguyên zin luôn. Keo chỉ của xe này. Đấy, phần keo chỉ của xe các bác nhé. Keo chỉ zin các bác nhé. Keo chỉ zin luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống gầm xe cho các bác xem này. Đấy, hệ thống của lốp xô cua các bác nhé. Đây, thì của lốp xô cua trước này các bác này. Đấy, sàn của nó này. Đấy, sàn của em nó các bác nhé, rất là lét luôn, không hề mục mọt các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào. Đấy, còn đây là phần gầm của máy, gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của em nó này. Gầm bệ em nó thì rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe phải nói là máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Vâng, một mẫu xe phải nói là keo chỉ zin, xe gia đình sử dụng, máy gầm đại chất, côn số rất là ngọt, mà giá tiền chỉ có 128 triệu đồng.
bên em có bao hồ sơ cho các bác, miễn phí tiền ship cho quý khách hàng, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên đi chủ cho các bác. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em quá nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.